Xin chào tất cả các bạn, rất vui là được gặp lại các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Thì trong ngày hôm nay, mình xin chia sẻ với các bạn một số cách đệm điệu bolero. Thì ở đây mình có tổng hợp được tổng cộng là 18 cách đánh điệu bolero. Thì phần chia sẻ của mình chia gồm có hai clip. Clip đầu tiên ngày hôm nay, mình sẽ chia sẻ về một số điệu bolero ở mức độ cơ bản và trung bình. Và phần thứ hai, clip tiếp theo thì mình sẽ chia sẻ cách đệm bolero ở mức độ khó hơn. Thì đến với phần chia sẻ ngày hôm nay, thì mình sẽ chia sẻ với các bạn một số cách đệm điệu bolero. Đầu tiên chúng ta sẽ có cái điệu là điệu tiểu nốt, bolero tiểu nốt các bạn nha. Điệu rất là quen thuộc các bạn. Bát 3 2 1 2 3 1 2 3, bát 3 2 1 2 3 1 2 3, chuyển 3 2 1 2 3 1 2 3, chuyển 3 2 1 2 3 1 2 3, chuyển. Đó, thì cái đánh của nó là đơn giản như thế này. Đầu tiên các bạn dùng ngón cái đánh dây bát, bát, rồi bàn dưới ta sẽ đánh là 3 2 1, rồi lại móc lên 2 3 1 2 3, rồi lại bát nha. Đó, ok chưa? Rồi, thì cái cú pháp thì các bạn có thể theo dõi ở dưới clip này. Đó, rồi cách thứ hai chúng ta thường hay áp dụng đó là ta đàn như thế này. Bát ra chát, bát chát bùm chát, bát ra chát, bát chát bùm chát, chuyển ra chát, bát chát. Đó. Thì cú pháp của nó là như thế này các bạn. Bát ngón cái đánh dây dây bát ha, là ba dây trên á, 4 5 6 á, thì tùy hợp âm thôi. Đó. Rồi tiếp theo là drat, thì các bạn móc cho mình 3 dây, móc không cùng lúc các bạn. Đó, đầu tiên ngón cái lên, ngón trỏ lên trước. Đó, móc nhanh nó sẽ là. Rồi, sau đó chúng ta móc 3 dây này cùng lúc. Đó, rồi chúng ta lại bát, cái bát là chúng là cái bát chính đó các bạn, ví dụ như hợp âm la thứ thì nó là cái bát là đó nha. Chát là chát mi chát. Đó, rồi chúng ta chuyển qua hợp âm khác, ví dụ như qua re, hay là re tra chát, re chát là chát re. Đó, ok cho các bạn ha. Rồi đến với cái phần cách đánh thứ ba. Cái đánh thứ ba thì các bạn đánh cho mình như thế này. Nó cũng gần gần những cái đánh thứ hai nhưng mà nó khác cái chỗ tà rát một chút. Mình đánh mẫu nha. Bát chát 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 chát, bát chát bùm chát bùm, chát 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 bùm chát bùm chát bùm, chát 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 bùm chát bùm chát, chuyển chát 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 bùm chát bùm chát, chuyển. Đó, thì các bạn đánh theo cú pháp là bát chát 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 chát, ba cái chát. Rồi móc tiếp chát bát chát bát chát. Đó, rồi lại chuyển qua âm khác, ví dụ như rê là bát chát 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 chát, rồi chát rê chát là chát. Và mi nhá, mi chát 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 chát, mi chát là chát, chuyển. Đó, các bạn theo dõi kịp không? Thì cú pháp mình luôn để ở bên dưới cái clip này, thì các bạn có thể nhìn theo cái cú pháp và mình tập đàn theo ha. Rồi đối với cách thứ tư, cách này nó cũng tương đối là khó hơn một chút, nhưng mà mình thấy cũng rất nhiều bài và cũng rất nhiều bạn trên mạng đánh cái kiểu này, nó khá là hay ha. Mình đàn qua mẫu qua các bạn nha. Rồi, cái cú pháp của nó là các bạn đàn như thế này. Mình ví dụ cho âm la thứ nha. Bát chát, móc 3 dây dưới. Rồi tiếp tục là la chát mi chát, la chát mi chát rê. Đó, chuyển nha. Các bạn theo dõi kịp không? Nè. La
chat mi chat la chat mi chat re. Đó, re là chuyển hợp âm mới đó các bạn. Đó. Ok. Rồi, đến với cái cách để mà điệu bolero thứ năm. Thì cách này nó khá là đơn giản các bạn. Mình sẽ đàn mẫu và sau đó mình sẽ đọc cú pháp các bạn nha. Ba chat tập chat ba chat tập chat ba chat tập chat chuyển 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 chat tập chat chuyển. Thì cú pháp của nó là ba chat, chat là ba dây dưới nha, cùng lúc rồi đập rồi chat rồi ba, đó nó đơn giản vậy thôi. Ba chat tập chat ba chat chat bát. Rồi, ok. Đến với cách thứ 6 các bạn nhé. Thứ 6 chúng ta đàn như thế này. Cái điệu này thì nó áp dụng trên dây sắt thì nó sẽ hay hơn các bạn. Cú pháp của nó là như thế này. Xuống lên đập lên xuống lên xuống lên xuống lên đập lên xuống lên xuống lên xuống lên đập. Đó, bài này thì trên kênh Mọc Guitar mình có cover bài Về Đâu Mất Tóc Người Thương. Cái đoạn điệp khúc mình có đoạn theo kiểu này. Các bạn có thể tìm search lại trên mạng với cái tên là Về Đâu Mất Tóc Người Thương Mọc Guitar. Mà có thể theo dõi cái kiểu đệm này. Kiểu đệm này nó khá là hay đó các bạn. Rồi tiếp theo là cái cách đệm thứ 7. Cách đệm này chúng ta đàn như thế này. Rồi cái cú pháp của nó như thế này các bạn. Bát chát nghỉ chát bát. Bát là cái bát cái bát chính của cái hợp âm. Rồi xong rồi chát rồi tới cái bát bậc năm mì chát. Đó là chuyển qua hợp âm khác, ví dụ như là rê thứ rê chát chát rê chát là chát mì chát chát mì chát là chát đô chát. Đó, ví dụ vậy ha. Thì đó là cách thứ 7. Ok, thì đến với cái cách thứ 8. Cách thứ 8 thì nó hơi giống với lại cái cách 2 và thứ 3. Tuy nhiên nó kết hợp thêm cái việc chạy bát ba nốt đơn giản. Thì về cái việc chạy nốt trên điệu bolero thì nó có hai cách chạy. Một chúng ta chạy tới và hai chúng ta chạy lùi. Tới và ví dụ sao? Ví dụ như là mình đang hợp âm là la đúng không? La nè, xong mình muốn qua rê chúng ta chạy là si do rê. Đó. Nha. Yeah. Đó. Rồi chạy lui á thì ví dụ như từ rê á mà chúng ta chạy lui á, ta chạy về là si do la. Đó. Ta chạy các hợp âm nó sát nhau và nó tiến tới hơn tiến lui. Cái này thì phần chạy bass này thì mình sẽ chia sẻ ở một clip khác nó chi tiết hơn, tại vì cái phần này nó khá là khó các bạn nha. Phải quen chúng ta mới tập được. Rồi, thì cái điệu thứ 8 nó như thế này. Ba tra chat bum chat bum 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 tra chat bum chat bum 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 tra chat bum chat bum 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 tra chat bum chat bum bum bum. Ok, thì trên đây là những cái chia sẻ, những cái điệu đệm cơ bản của cái dòng nhạc bolero trên đàn guitar. Thì xin hẹn gặp lại các bạn trong phần thứ 2 của clip chia sẻ về các điệu đệm bolero này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.